Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một ca khúc tiếp theo thì Tâm sẽ gửi đến quý vị các bạn là một ca khúc cũng nằm trong một phim luôn và cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích về sự yêu đời của bài hát. Cũng xin đặc biệt gửi tặng riêng cho ngày đặc biệt này, đó là ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng được mang tên Đời Là Giấc Mơ.